Hello, à, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của Quốc Việt à, Kính thưa quý vị á, là chiều nay thì nhóm luật sư của thì em bên bờ vũ trụ Họ công bố những cái thông tin liên quan đến cô bé Diễm My và tỉnh Thái Bồng Lai Thì thật sự á, khi mà mình nghe những cái thông tin họ chia sẻ chiều nay đó Mình khá là bất ngờ, rất là bất ngờ luôn à, Bởi vì với trình độ, với lại sự hiểu biết cũng như là thời gian tiếp cận cái vụ việc này khá lâu rồi nhưng mà luật sư đưa ra những cái uh, những cái thông tin về diễm my uh, mình cũng khá là bất ngờ uh, bởi vì uh, nói chung mà chúng ta cũng nhìn nhận lại chút xíu đi là diễm my thực sự là một cái mắt xích rất là quan trọng trong cái vụ việc của thiền an minh vũ trụ tỉnh thái bồng lai ha, Online, ha? Uh, nếu như mà diễm my không đến thì có lẽ là hiện nay uh, tỉnh thái bồng lai cũng đang rất là yên ổn uh, và thấy được cái chuyện đó nên cho nên hiện tại thì con nhan đệ tử của Tỉnh thái Quần lai đang rất là căm giận cái cô bé diễm my này à, thế nên ai ai mà quan tâm đến vụ việc Tỉnh thái Quần lai thì bây giờ là quan tâm nhất về cô bé diễm my và chiều nay thì cái nhóm luật sư của tà am á lại đưa ra một số thông tin mình cảm thấy không thể chấp nhận được à, bởi vì cái thời gian mà tiếp cận vụ việc này thì đối với họ cũng khá lâu rồi đúng không rồi cái chuyện diễm my thì nó cũng tràn lan trên mạng xã hội à, và hơn hết là họ đã đã có cái một cái nhóm một nhóm rất là nhiều người chứ không phải là một luật sư hay luật sư mà ở này một nhóm một cái ekip làm việc mà không thể nào họ không thể uh, test hay là kiểm chứng lại những cái thông tin về diễm my được à, à, tuy nhiên á chiều nay thì một luật sư ở trong cái nhóm của tạm á lại nói rằng là một vị chức sắc thì mình chúng ta đều hiểu, điều hiểu á, là ông này muốn ám chỉ là thầy thích nhật từ à, trong đó thì ông nói là thầy thích nhật từ đã có những cái lời lẽ À, trước đây á nói rằng là khi mà đưa Diễm My đến công an huyện Đức Hòa rồi um, thấy là cô bé này bị uh, uống thuốc hướng thần hút kích thích gì đó uh, cho nên là uh, đưa về nhà cho Diễm My được uh, đưa về nhà sau đó là thầy Nhật Từ đến nhà uh, để điều trị bệnh đó. đó đó là cái 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 đại ý là cái nhóm được sư hồi chiều chia sẻ cả nhà khá là bất ngờ luôn chúng ta đều biết rằng á là cái ngày 12 tháng 12 khi mà công an có giấy mời Diễm My với lại tỉnh Thái Bồng Lai với lại anh Thắng đi đến đó. Rồi người ta mới phát hiện rằng cái cô bé Diễm My này nè có cái trạng thái tinh thần không ổn định rồi lờ mờ gì đó. Kiểu như là người ta hỏi vài câu mà cô này lơ lâu, lâu ngát đó thì người ta nghi ngờ là cô này bị bệnh cho nên người ta cho cô này đi về với gia đình để trị bệnh. Chứ hoàn toàn không có ai nói cái chuyện kích thích gì hết trơn á. Mà ông luật sư này ổng lại vu khống thành thích nhận từ nói rằng là à, ở bên đây nói à, cô bé Diễm My bị cho uống hút hút thuốc hướng thần hay là thuốc uh, kích thích hay gì đó rồi bắt đầu ông công kích lại ông nói một đứa trẻ một người bình thường còn còn còn, còn biết chuyện đó nữa mà đằng này một chiếc xác mà lại không có nhận biết được uh, cái chuyện thuốc kích thích là chỉ uh, duy trì trong người khoảng chừng đôi ban ngày là hết chứ làm sao mà duy trì mấy tháng trời trong khi uh, trước đó thầy nhật từ chỉ nói uh, là đi uh, ba bên ông ba bên đi lên công an huyện đức hòa rồi người ta thấy diễm uh, my ở trong cái trạng trái, trạng thái tinh thần là nó không ổn định cho nên người ta trả về gia đình để điều trị bệnh à, đây nè mình sẽ tìm lại một cái uh, cái status trước đây mình thầy thích nhật thư có nói nè là có một đoạn á nói rằng là trao đổi với phóng viên thì cơ quan công an huyện đức hòa cho biết là ngày 12 tháng 12 công an huyện đã mời cả ba bên lên để lấy ý kiến thống nhất quan điểm và để có biện pháp giải quyết cái việc tranh chấp tranh chấp ba bên tức là bên uh, diễm my tỉnh thất bồng lai với lại gia đình gia đình anh thắng chị mai đó đúng không bà lên thì lên đỡ đối chất thôi đó rồi tiếp tục nè tại buổi làm việc thì công an hỏi ý kiến và sức khỏe của diễm my như thế nào để cơ quan nhận định vụ việc tranh chấp đúng sai thì đúng là diễm my có vấn đề về sức khỏe tinh thần không ổn định thật sự vừa trao đổi vài câu thì tôi thấy cô bé không kiểm soát được hoàn toàn chính mình ngồi thêm lúc nữa thì sức khỏe cô bé quá yếu cho nên buộc công an phải gọi xe cứu thương và người nhà đưa Diễm My lên bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, qua nghiên cứu hồ sơ làm việc với một số cơ quan chức năng của huyện thì tỉnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở tôn giáo hợp pháp nên việc nhận người ngoài vào tu hành là hoàn toàn sai trái. Hơn nữa, trong đơn tố cáo ông Thắng có nêu nghi Diễm My bị loại uống thuốc uống thuốc rồi nào đó và và hôm nay thì ngồi làm việc lại phải đưa đi cấp cứu cho nên người ta đưa về. Đó là cái đơn của ông Thắng nghi ngờ cái chuyện là Diễm My bị à, cho uống thuốc gì đó nhưng mà thật sự cái hôm mà lên gặp công an thì người ta thấy Diễm My lì lờ, không phản ứng chậm chạp hay là hỏi vài câu thì biết ngay thôi à, rõ ràng là trong cái, cái 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 trang web này là người ta dẫn lại thờ, lời của thầy Thích Nhân Từ vẫn còn nguyên đây luôn nhưng mà à, nhóm luật sư của à, thì em mình Bộ Vũ trụ á, họ lại phu khống rằng thầy Thích điện Từ nói Diễm My bị cho à, uống thuốc hướng thần, uống thuốc kích thích rồi bắt đầu chế diễu rằng nó một người bình thường còn biết được là những loại thuốc kích thích thì đôi ba ngày nữa hết chứ làm gì mà diễm my ở trong nhà bảy tám tháng sau rồi vẫn leo leo rào đi đi ra bên ngoài đó bỏ trốn đó đó công kích vậy đó cả nhà à, trong khi á cái lời nói của người ta như thế này mà lại xuyên tạc vậy à, rồi bắt đầu ổng 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 giáo quấn luôn bên phía ông anh thắng chị mai giáo quấn những ai mà đang có cái cái tư tưởng nghiêng về phía gia đình đó nói là cái việc mà Diễm My ở uh, trốn khỏi nhà hay là Diễm My Diễm ở tỉnh Thái Đồng Lai là hoàn toàn khác nhau bởi vì uh, do cái um, nề nếp gia đình hay là do cách sống sau đó của anh Thắng chị Mai cho nên Diễm My bỏ nhà ra đi uh, rồi nếu mà Diễm My không đến ở tỉnh Thái Đồng Lai thì sẽ uh, ở nơi khác đúng không? Đó là nói về công kích về cái 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 uh, hoàn cảnh gia đình về um, cách dạy con của bên phía anh Thắng chị Mai. À ông này không biết á ổng dạy con tốt đến đâu nhưng mà thấy gia đình người ta khó khăn vậy á hoàn cảnh rất là rất là buồn như vậy á thì ông còn công kích nữa đúng không thì ở đây á có một cái chuyện vậy nè Ông nói á là nếu mà diễm my trốn khỏi nhà ông thắng á không đến tỉnh thái Vùng lai thì cũng đến cái nơi khác thì rõ ràng cho chúng ta thấy rằng á ổng ngầm nói rằng diễm my có thể là ở một nơi nào đó chứ không phải không riêng gì tỉnh thái quảng lai và ổng hy vọng rằng sẽ gặp được diễm my ở tòa thì cô Diễm My này sẽ minh oan cho những người trong tỉnh Thất Bồng Lai. À, đó, là là cái không biết là cái hy vọng hay là cái gì của bên phía uh, luật sư, nhưng mà ông nói ra câu đó đó. Thì theo, theo chúng ta nghĩ á, theo theo riêng đi, cá nhân mình nghĩ đó là nó xa vời quá. Bởi vì á, uh, ai cũng biết rất là nhiều những cái lùm xùm mà liên quan đến uh, tỉnh Thất Bồng Lai mà cô bé Diễm My này là một trong những xích. mà quan trọng nhất á uh, là sau khi mà Diễm My trốn uh, khỏi nhà một thời gian sau thì ai cũng nói là không biết Diễm My ở đâu đâu cuối cùng á Diễm My lại xuất hiện ở tỉnh thất bồng lai à, thì chúng ta thấy như sao? Trong khi á à, gia đình bên phía Diễm My à, còn nào có bà con cậu mợ cô gì chú bác gì rất đông bây giờ thí dụ như Diễm My á nó giận ở bên phía gia đình đi thì cũng có thể là về qua bên nhà cô bác gì đó mượn tiền hoặc là về nhà ông bà nội bà ông bà ngoại à, nhưng mà tại sao cô này không về mà lại đi về thầy ông nội để mượn tiền? À, chúng ta phải hiểu một điều á là ông ông nội ruột của diễm my cũng sắp xỉ à, sắp xỉ ông lê tùng vân và ông nội ruột ở ngoài à, ngoài quê á, là rất thương cô bé này à, cái hôm mà mình à, có dịp liên hệ ở ngoài kia đó thì ông cụ nói không lên lời luôn à, ông xúc động không thể nói lên lời luôn à, cho nên à, để cho chú à, chú ruột của diễm my nói những cái, cái tâm tư tình cảm và nhắn nhủ diễm my là hãy hãy về với gia đình nếu mà không muốn ở với cha mẹ thì sẵn sàng về quê ở với ông bà cũng được hoàn toàn người ta tán thành cái chuyện đó à, và quay trở lại thì à, nếu như ông bà vẫn yêu thương Diễm My thì tại sao cô bé này không về với à, người thân với ông bà hoặc à, hoặc là một nơi nào khác bạn bè cũng có cô bé Diễm My cũng có à, chỉ họ hoặc là những người học chung rất là thân thiết tại sao không đến đó tìm mà lại đi đến à, tìm đến thì ngay bên vũ trụ à, đó là một cái nghi vấn mà người ta đặt ra và người ta thấy rằng à, hình như là Diễm My với lại tỉnh Thắng Bồng Lai có cái gì đó mối liên hệ cho nên á từ đó tới sau người ta cứ mỗi mỗi vấn đề gì mà có liên quan đến Diễm My là người ta nghĩ ngay đến Tỉnh thất Đồng Lai. À, thì đến đến thời điểm này chúng ta không biết là Diễm My có ở trong thành phố Đồng Lai hay không và công an có tìm thấy Diễm My hay không. Nhưng mà qua những cái nhận xét, những cái lập luận của của luật sư vừa rồi đó thì chúng ta thấy rằng họ đang muốn cho chúng ta hiểu rằng á, mọi cái vấn đề tranh cãi trên mạng xã hội á, là do thầy Nhật Từ gây ra chứ hoàn toàn à, Thiền Am hay là Diễm My gì đó thì không có nằm ở trong cái vụ việc đó. À, chúng ta thấy khá là buồn cười trong khi uh, những cái uh, chia sẻ uh, hoặc là những cái uh, nhận định của thầy nhật từ trước đây uh, chẳng qua là những cái thông tin từ báo chí và từ công an huyện đức hòa chứ hoàn toàn đâu có cái chuyện gì mà mà không lẽ thầy ngồi đó thì tự uh, tự nhìn thấy cái vụ việc được đâu đúng không rồi cái nữa là cái ông luật sư ổng ông tán thành cái ý kiến uh, À, một cái clip của Diễm My á, nói rằng à, sau khi mà Diễm My được đưa về nhà đó thì à, gia đình đã mời thầy Nhật Từ đến đó rất nhiều lần để trị cái bệnh bùa ngải hay là à, thuốc hướng thần cho Diễm My mà chúng ta nên nhớ rằng á, thầy thích Nhật Từ là một tiến sĩ Phật học học chuyên về triết học à, về tâm lý cho nên á, gia đình mời thầy thích Nhật Từ về nhà là để kiểu như là nói về tâm lý để cho cô bé Diễm My này bình tâm lại chứ hoàn toàn không có chuyện mà đi trị bệnh thuốc kích thích thuốc hướng thần gì giống như là cáo buộc của những cái người luật sư này đâu Thật sự thì họ không biết là họ có ác ý gì hay là ghét gì thầy Thích Thiên Từ nhưng mà họ dùng những cái từ ngữ rất là nặng nề để công kích để dẫn dắt để đưa định hướng dư luận sang một cái hướng khác để người ta công kích thêm thầy Thích Thiên Từ mà mình thấy đa phần những ai mà ủng hộ tà Am là công kích thầy Thích Thiên Từ hết hình như là họ có ác ý gì với Phật giáo chứ không riêng gì thầy Thiên Từ đâu nha thì à, thôi thì à, mình muốn chia sẻ một số vấn đề vậy cả nha à, luật sư hôm nay chia sẻ à, hai cái vấn đề liên quan đến diễm my mà mình nghe mình rất là rất là bất xúc bởi vì à, họ đã không có chịu nhìn nhận à, thẳng thắn về vấn đề mà họ cứ cáo buộc không à ha cũng thấy à, khá mắc cười ha cả nhà rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại